Ông Zelensky nói về kế hoạch toàn diện để giành lại Bắc Mút và hai thành phố khác. Nga mất 40% hệ thống phòng thủ s 400 ở Crimea sau hàng loạt cuộc tấn công của Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tăng viện trợ quân sự cho Ukraine, không có tên lửa tầm xa. Tăng cường an ninh tại phần mộ của Thủ lĩnh Wagner Xin kính chào quý khán giả! Thùy Trang rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Dù cuộc phản công của Ukraine theo hướng Zaporizhia trên thực tế đã bị đình trệ trong vài tháng qua, lực lượng Kiev đã đạt được một số bước tiến ở khu vực phía đông của mặt trận này. Trong khi đó, cuộc giao tranh ở Bakhmut bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái vẫn tiếp diễn và có vẻ như đang nóng trở lại. Ngày 21 tháng 9, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cam kết quân đội nước này sẽ giành lại thành phố Bakhmut và hai thành phố khác của Ukraine khỏi sự kiểm soát của Nga. Ông Zelensky nói: "Chúng tôi sẽ giành lại Bakhmut, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ giải phóng thêm hai thành phố nữa. Xin lỗi, tôi sẽ không cho bạn biết đó là thành phố nào. Chúng tôi có kế hoạch, kế hoạch rất rất toàn diện." Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh quân đội nước này sẽ không bỏ cuộc. Ông tin rằng Nga đang hy vọng tình hình giao tranh tạm lắng để thay mới lực lượng của mình. Bakhmut, nơi từng diễn ra một số cuộc giao tranh quyết liệt nhất, từ lâu đã trở thành mục tiêu của Ukraine sau khi lực lượng Nga tuyên bố kiểm soát thành phố này vào tháng 5. Trước đó hôm ngày 20 tháng 9, trong bản cập nhật tình báo mới, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá lực lượng Ukraine đã không thành công về mặt chiến thuật trong việc giành lại quyền kiểm soát hai ngôi làng là Klitschivka và Andriivka. Động thái được Kiev đến gần hơn với tuyến tiếp tế quan trọng vào Bakhmut từ phía Nam. Lực lượng Ukraine hiện nay cách thành phố Bakhmut khoảng 8 km, song quân đội Nga vẫn đang kiểm soát tuyến đường sắt dọc theo bờ sông Klitschivka và đường T-0513, một trong những tuyến đường tiếp tế chính cho Bakhmut từ phía Nam. Ngày 19 tháng 9, báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW chỉ ra rằng quân đội Nga đã chịu nhiều tổn thất sau những cuộc tấn công của Ukraine ở Bakhmut. ISW cho biết Ukraine đã chọc thùng tuyến phòng thủ chiến lược và giành lại hai ngôi làng, trong khi lực lượng Nga có thể chịu nhiều tổn thất vì những nỗ lực gần đây nhằm cố gắng giữa Klitschi và Andriy Ipka. Ngoài ra, các lực lượng Nga có thể sẽ gặp khó khăn trong việc bổ sung sức mạnh chiến đấu và phòng thủ trước bất kỳ hoạt động tấn công nào của Ukraine trong thời gian tới. Alex Kolchadov, nhà phân tích rủi ro của S&P Global Markets Intelligence nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào các trục thứ cấp như Bakhmut là một phần trong chiến lược của Ukraine nhằm kéo lực lượng Nga ra khỏi trục chính trên chiến trường. Chuyên gia cốc Charov nói thêm, những bước tiến của Ukraine gần Bakhmut có thể là chiến thuật nghi binh, làm nhằm suy yếu sự hiện diện của quân đội Nga trên mặt trận chính phía nam Orykiv thuộc vùng Zaporizhia. Ông Kocharov cho hay, các cuộc tấn công của Ukraine vào các trục thứ cấp có thể là chiến lược khiến quân đội nga phải tái triển khai quân tới các khu vực này. Cuộc phản công mới gần Bakhmut rất quan trọng đối với Ukraine. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng việc cố gắng đạt được những bước tiến gần Bakhmut sẽ gây tổn hại cho lực lượng Ukraine và cái giá của việc tiến quân theo hướng này đang tăng lên từng ngày, trong khi tỷ lệ đạt được thành công thực sự vẫn rất thấp. Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine nhiệt tình nhất và là một trong những nhà cung cấp vũ khí chính cho Kyiv trong cuộc xung đột với Moscow. Phần lớn vũ khí Mỹ và các nước đang gửi tới Ukraine đều đi qua Ba Lan, quốc gia giáp Ukraine ở phía tây. Ba Lan cũng tiếp đón và hỗ trợ hơn một triệu người tị nạn Ukraine. Khi quan hệ hai nước căng thẳng bởi các tranh cãi về lệnh cấm nông sản, Thủ tướng Morawiecki mới đây đã thông báo về việc ngưng chuyển vũ trang cho Ukraine sau tuyên bố tranh cãi của Thủ tướng Morawiecki. Về việc cắt viện trợ cho Ukraine, giới chức Ba Lan đã lên tiếng đính chính và làm rõ phát ngôn này. Tổng thống Ba Lan Duda cho biết phát ngôn của Thủ tướng Morawiecki đã bị hiểu sai do không đặt vào bối cảnh cụ thể. Hôm ngày 21 tháng 9, nhận định về thông báo của Thủ tướng, Tổng thống Ba Lan Duda cho hay lời nói của Thủ tướng Morawiecki đã bị hiểu theo cách tồi tệ nhất có thể. Theo tôi, Thủ tướng muốn nói rằng chúng tôi sẽ không chuyển giao cho Ukraine những loại vũ khí mới mà chúng tôi đang mua để hiện đại hóa quân đội Ba Lan. Tổng thống Duda nhấn mạnh, khi chúng tôi nhận được vũ khí mới từ Mỹ và Hàn Quốc, chúng tôi sẽ chuyển giao loại vũ khí đang được quân đội Ba Lan sử dụng, có lẽ chúng tôi sẽ chuyển nó sang Ukraine. Người phát ngôn chính phủ Ba Lan Piotr Muller sau đó cũng làm rõ, nước này vẫn cung cấp vũ khí cho Ukraine theo các cam kết trước đó, nhưng không phải vũ khí mới mà Warsaw đặt mua cho quân đội của mình. Hôm ngày 20 tháng 9, Thủ tướng Murai cho biết, sẽ ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraina để tập trung xây dựng nền quốc phòng giữa lúc căng thẳng hai nước leo thang về vấn đề xuất khẩu nông sản. Ba Lan đã ký nhiều thỏa thuận vũ khí bao gồm cả với Mỹ và Hàn Quốc, những nước mà họ đặt mua xe tăng K2 Black Panther và pháo K9 để hiện đại hóa quân đội. Ngoài việc gửi nguồn cung vũ khí riêng, Ba Lan còn là quốc gia trung chuyển quan trọng cho vũ khí mà Mỹ và các nước phương Tây khác gửi đến Ukraina. Ba Lan cũng tiếp nhận khoảng 1 triệu người tị nạn Ukraine từ khi chiến sự xảy ra. Quan hệ giữa Warsaw và Kiev leo thang căng thẳng sau khi Ba Lan tuần trước đơn phương duy trì lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine, bất chấp Ủy ban châu Âu thông báo chấm dứt lệnh cấm áp đặt từ tháng 5. Hungary và Slovakia cũng phản đối quyết định của Ủy ban châu Âu. Ukraine đáp trả bằng cách khiếu nại Ba Lan, Hungary và Slovakia lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Kiev cũng cảnh báo có thể áp lệnh cấm đối với trái cây rau quả nhập khẩu từ Ba Lan. Vấn đề ngũ cốc đặc biệt nhạy cảm với Ba Lan khi nước này chuẩn bị diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào tháng tới. Đảng luật pháp và công lý cầm quyền hiện nhận được ủng hộ mạnh mẽ của các cử tri vùng nông thôn. Ngày 20 tháng 9, ông Moray Ekhi nói, Chúng tôi là những người đầu tiên làm rất nhiều điều cho Ukraine và đó là lý do chúng tôi mong đợi họ hiểu được lợi ích của chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi tôn trọng mọi vấn đề của họ, nhưng với chúng tôi, lợi ích của nông dân là quan trọng nhất. Ngày 21 tháng 9, Ukraine cho biết sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với Ba Lan về vấn đề ngũ cốc trong những ngày tới và nhấn mạnh hai nước vẫn có mối quan hệ thân thiết. Về phía Mỹ, nước này cho rằng Ba Lan quyết định cắt viện trợ quân sự cho Ukraine là quyết định mang tính chủ quyền quốc gia và không có nghĩa sự ủng hộ dành cho Kiev suy giảm. Ngày 21 tháng 9, khi đề cập đến việc Ba Lan thông báo cắt viện trợ quân sự cho Ukraine tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết, Chúng tôi vẫn nói rằng việc bất cứ nước nào quyết định mức độ ủng hộ Ukraine là quyết định mang tính chủ quyền. Ông Ryder cũng nhắc lại những đóng góp của Ba Lan trong hoạt động viện trợ cho Kiev thời gian qua. Ông nói, tôi muốn nhấn mạnh rằng Ba Lan là một trong những quốc gia dẫn đầu về viện viện trợ cho Ukraine, không chỉ viện trợ an ninh mà còn viện trợ nhân đạo, hỗ trợ hàng triệu người tị nạn Ukraine. Trả lời câu hỏi liệu động thái của Ba Lan có thể coi là tín hiệu về sự thay đổi quan điểm ở Đông Âu về cuộc khủng hoảng Ukraine hay không, ông Ryder cho biết nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine là một ví dụ điển hình cho thấy sự đoàn kết và quyết tâm vẫn rất mạnh mẽ dành cho Kiev trong cộng đồng quốc tế. Trong những ngày gần đây, Ukraine được cho là đã hứng chịu tổn thất lớn sau những trận tập kích bằng tên lửa của Nga và hạ tầng năng lượng. Ngày 21 tháng 9, Nga đã thực hiện tấn công hàng loạt cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine. Đây là cuộc tấn công tên lửa lớn nhất của Nga và hạ tầng năng lượng của Ukraine trong nhiều tuần. Ukraine cho biết Nga đã bắn 43 tên lửa hành trình vào các mục tiêu trong nhiều đợt không kích và lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 36 tên lửa trong số đó. Các nhân chứng cho biết những tiếng nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Kiev và khu vực xung quanh. Bộ nội vụ và các quan chức khu vực xác nhận các vụ nổ ở một loạt khu vực gồm Chekasi, Kharkov, Vini, Vinnytsia, Lviv và Ivano Frankivs. Vụ tập kích đã khiến năm khu vực ở miền Tây, miền Trung và miền Đông Ukraine bị cắt điện. Vào mùa đông năm ngoái, các cuộc không kích nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine cũng khiến hàng triệu người sống trong cảnh mất điện trên diện rộng trong thời tiết giá lạnh. Giới chức Ukraine cho biết các cuộc không kích đã khiến ít nhất 18 người bị thương, trong đó có một bé gái 9 tuổi. Một thống đốc khu vực xác nhận hai người đã thiệt mạng trong cuộc pháo kích trong đêm của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống trung tâm thành phố, làm hư hại một số tòa nhà và một nhà máy trong khu vực cũng bị hư hại. Nhà lập pháp Andriy Ostachuk viết trên mạng xã hội, Mùa đông đang đến, tối nay, Nga tiếp tục các cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Đơn vị vận hành lưới điện Urenergo cho biết đây là cuộc tấn công đầu tiên của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong 6 tháng. Urenergo đã báo cáo thiệt hại tại cơ sở năng lượng ở khu vực phía Tây và khu vực trung tâm Ukraine. Cuộc tấn công đã gây mất điện ở các khu vực như Rivne, Zhytomyr, Kiev, Dnipropetrovsk và Kharkov. Maxim Kodiskyi, thống đốc khu vực Lviv cho biết Ba tên lửa của Nga đã bắn trúng thành phố Dodohobik phía Tây và một cơ sở hạ tầng và nhà kho cũng bị bắn trúng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công lần này nhắm mục tiêu vào các cơ sở công nghiệp quân sự, các cơ sở tình báo vô tuyến và các trung tâm huấn luyện của nhóm phá hoại Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng quân sự nước này đã tấn công tất cả các mục tiêu. Ukraine đang chạy đua sửa chữa cơ sở hạ tầng sau khi các cuộc tấn công vào mùa đông năm ngoái đã làm hư hỏng gần một nửa hệ thống năng lượng của nước này, buộc các đơn vị điều hành lưới điện phải cắt điện thường xuyên. Năm nay, Ukraine có hệ thống phòng không tốt hơn do phương Tây cung cấp nhưng vẫn gặp thách thức lớn trong việc bảo vệ các cơ sở trước các cuộc tấn công trên khắp đất nước. Quan chức cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine ông Andriy Dusov cho biết lực lượng Nga đã tiến hành trinh sát các cơ sở năng lượng của Ukraine. Dường như với mục đích tiến hành các cuộc tập kích vào các mục tiêu này trong thời gian tới, ông Yusuf nhấn mạnh, Ukraine đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho những diễn biến nói trên và Kiev tin rằng Nga sẽ không từ bỏ kế hoạch tấn công vào mục tiêu cơ sở năng lượng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cũng thừa nhận Nga có thể sẽ tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào mùa đông, tương tự chiến dịch của Moscow từng làm hồi năm ngoái. Ukraine và phương Tây cho rằng Nga đã áp dụng chiến thuật tập kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương trong mùa đông giá lạnh để làm suy giảm tinh thần của Kiev nhằm buộc Ukraine phải nhượng bộ. Sau khi cựu thủ lĩnh công ty quân sự Wagner, Zepgeny Prigozhin được an táng, một nhân viên nhân trang nói với báo Moskovsky Komoso Oles rằng các biện pháp an ninh đã được tăng cường tại nơi trốn cất ông. Hôm ngày 20 tháng 9, Moskovsky Cosmolet đưa tin, người ta đã lắp đặt các trạm gác và camera quan sát sau khi một cây cầm vĩ bị đánh cắp khỏi nơi trôn cất ông Prigozhin tại nghĩa trang Prokhorovsko ở thành phố Saint Petersburg. Nhà cụ này là một trong những biểu tượng của tập đoàn Wagner. Các binh sĩ Wagner có biệt danh là nhạc sĩ do tên tập đoàn này tương trùng với nhà soạn nhạc cô điển người Đức Richard Wagner. Nhân viên nghĩa trang nhớ lại, cây vĩ cầm và trúc bố tạ, một biểu tượng khác của PMC đã xuất hiện tại mộ của ông Prigozhin vài ngày sau tang lễ, ngày 29 tháng 8. Nhưng người này khẳng định món nhạc cụ trồng đắt tiền đã bị thó mất vào ngày hôm sau. Theo nhân viên này, người ta nhìn thấy một người đạp xe bỏ chạy khỏi hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ việc, nhưng thủ phạm tới nay vẫn chưa được phát hiện. Nhân viên này còn cho biết theo ông Hiểu thì các biện pháp an ninh mới do các thành viên quốc nữ thực hiện và họ đã nhận được sự chấp thuận của Ban Quản lý Nghĩa Trang. Khi được hỏi về chiếc búa tạ ở đâu, nhân viên Nghĩa Trang trả lời rằng nó vẫn nằm trong cô mộ. Ông Prigozhin và một số nhân vật cấp cao khác của Wagner đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở tỉnh Tiver của Nga vào ngày 23 tháng 8, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Cộng hòa Trung Phi và tiền đồn lớn nhất của Wagner Group ở lục địa đen mặc dù nhóm này đã hoạt động ở ít nhất 4 quốc gia châu Phi. Kể từ khi các thành viên của công ty quân sự Nga Wagner lần đầu tiên đến đây cách đây 5 năm, họ đã tham gia vào các hoạt động an ninh, kinh tế của quốc gia nghèo khó nhưng giàu tài nguyên này. Mặc dù hoạt động phần lớn độc lập với Moscow, Wagner đã giúp mở rộng tầm ảnh hưởng của Nga vào châu Phi. Giờ đây, sau cái chết của ông chủ Wagner Shevgeny Prigozhin vào tháng trước trong một vụ tai nạn máy bay, các quan chức ở Cộng hòa Trung Phi cho biết chính phủ Nga đang chuyển sang nắm quyền kiểm soát trực tiếp hơn 1.000 lính quốc nơ ở đất nước họ. Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Tuareira cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng các chiến binh quốc nơ sẽ ở lại đất nước của ông theo thỏa thuận của ông với Moscow và tiếp tục cung cấp bảo đảm an ninh vào thời điểm khó khăn khi Cộng hòa Trung Phi tiếp tục đấu tranh với các nhóm nổi loạn đã tấn công binh lính và dân thường ở vùng nông thôn. Ông Tuadera, nhà lãnh đạo được bảo vệ bởi đội ngũ an ninh gồm các chiến binh quốc nơ, mặc đồ kaki cho biết, chúng tôi luôn ký hợp đồng với chính phủ Nga. Trong tháng này, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Shunut bek và Thiếu tướng Andrei Zerianov thuộc Cơ quan Tình báo Quân sự Nga GUR đã đến thăm Ban Gui và thông báo cho Tổng thống Tuadera cũng như các quan chức hàng đầu khác của Cộng hòa Trung Phi sang sự hiện diện của Nga sẽ tiếp tục nhưng dưới sự chỉ huy của Bộ Quốc phòng Nga. Tổng thống Cộng hòa Trung Phi xác nhận của gặp này nói rằng, chúng tôi có quan hệ cấp nhà nước với Nga, vì vậy việc thứ trưởng đến thăm chúng tôi trong bối cảnh mối quan hệ an ninh của chúng tôi là điều bình thường. Fadili Kwantrika, cố vấn của Tổng thống Tchadera cho biết nếu các chiến binh Wagner không muốn tuần theo Bộ Quốc phòng Nga, họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời đi. Ông Wajka nói, chính Nga đã cử họ đến trang bị vũ khí cho họ và Nga sẽ quyết định thời điểm Wagner rời đi. Cộng hòa Trung Phi là đại diện cho tiền đồn lớn nhất của Wagner Group trên lục địa, mặc dù nhóm này đã hoạt động ở ít nhất 4 quốc gia châu Phi và đề mắt tới nhiều quốc gia khác. Chuyến công du châu Phi của hai quan chức Nga Jeff Kurov và Averianov còn bao gồm các điểm dừng ở Mali, nơi Wagner có sự hiện diện đáng kể và Burkina Faso, nơi các nhà lãnh đạo Wagner trước đây cũng cung cấp dịch vụ một quan chức phương Tây cho biết, chuyến đi nhằm gửi một thông điệp rõ ràng. Đế chế rộng lớn của Prigozhin hiện nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Nga. Một nhà ngoại giao phương Tây ở Bangui cho biết, 450 tây súng Wagner đã rơi khỏi đất nước sau cuộc binh biến tại Nga vào cuối tháng 6, đến nay vẫn chưa trở lại hoặc không được thay thế. Tuy nhiên, xét về nhiều mặt, sự hiện diện của Wagner Group ở Cộng hòa Trung Phi dường như không thay đổi. Trong những ngày gần đây, lính Quốc mặc đồ ngụy trang, đeo mặt nạ trượt tuyết và cuốn khăn rằn xuất hiện quanh thị trấn để mua hàng tạp hóa, ăn uống tại khu ẩm thực ở trung tâm mua sắm mới nhất của Bangui và mặc cả mua ba lô ở chợ. Một số người đeo súng sau lưng và xung quanh thành phố trên những chiếc xe bán tải màu nâu. Không chỉ cung cấp dịch vụ an ninh, Wagner còn tham gia vào các hoạt động kinh doanh ở Cộng hòa Trung Phi, bao gồm một mỏ vàng khổng lồ, nhiều quyền khai thác gỗ và kinh doanh rượu. Theo nhiều quan chức ở Cộng hòa Trung Phi và phương Tây, sau cái chết của ông Prigozhin, hai thủ lĩnh khác của Wagner là Vitaly Fililev và Dmitry Cte vẫn ở đây và nắm quyền, nhưng cả hai không trả lời yêu cầu bình luận từ tờ Washington Post. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Tua cho biết, Nga không phải là lựa chọn đầu tiên của Cộng hòa Trung Phi, nhưng khi lên nắm quyền vào năm 2016, ông ước tính rằng 90% đất nước đã bị quân nổi dậy kiểm soát. Chính phủ cần vũ khí để tự vệ, nhưng phải đối mặt với lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc áp đặt vào năm 2013 sau khi một lực lượng nổi dậy lật đổ chính phủ kể từ khi Cộng hòa Trung Phi giành được độc lập tư pháp vào năm 1960. Các phe phái vũ trang đối địch đã tranh giành quyền kiểm soát. Ông Tuadera nói, Chúng tôi không có đủ phương tiện để trang bị cho lực lượng của mình. Ông nói thêm rằng chính người Nga chứ không phải Pháp hay Mỹ mới là những người ân cần đồng ý giúp đỡ. Tiếp sau các loại vũ khí, huấn luyện viên quân sự Nga được cử đến vào năm 2018 để huấn luyện quân đội Cộng hòa Trung Phi cách sử dụng vũ khí. Chẳng bao lâu sau, mọi việc đã rõ ràng. Những huấn luyện viên đó chính là thành viên của Wagner và số lượng đã tăng mạnh vào năm 2020. Khi quân đổi dậy đe dọa lật đổ chính phủ ở Bangui, các quan chức chính phủ ghi nhận các chiến binh quốc đã cứu thành phố. Bên cạnh đó, Tổng thống Tuareira cho biết ông sẽ sẵn sàng đón nhận sự hỗ trợ an ninh từ Washington và các nước khác. Ông nói, nếu Mỹ muốn gửi trợ giúp, chúng tôi sẽ nhận, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ thay thế Nga. Jolan Matra, nhà xã hội học tại Đại học Po ở Paris, người đã nghiên cứu Cộng hòa Trung Phi trong nhiều năm, cho biết hầu hết các hoạt động của Wagner ở nước này sẽ tiếp tục, mặc dù có thể là trong một cơ cấu mới ông nói các hoạt động của wagner ở châu phi thể hiện sự đầu tư chiến lược cho nga mang lại lợi ích tài chính sinh lợi và nâng cao ảnh hưởng chính trị của moscow ông nói nếu bây giờ mất đi đòn bẩy này họ sẽ khó lấy lại được người nga vẫn ở đó ngay cả khi các hoạt động của Wagner vẫn tiếp tục, cái chết của vị thủ lĩnh Prigozhin gần như hoàn toàn im lặng ở đây, không có đài tưởng niệm hoặc tuyên bố chính thức của chính phủ. Ngay cả bộ máy tuyên truyền ủng hộ Wagner cũng tránh nhắc đến kết cục của Prigozhin. Chính trị gia trẻ tuổi Jason Atom làm việc tại Bộ Thanh niên và Thể thao và từng là một trong những người ủng hộ Wagner mạnh mẽ, nói rằng ông không lo lắng về tương lai bởi vì quan hệ đối tác của đất nước luôn là với Nga, chứ không phải với Prigozhin. Arum quyết định tưởng nhớ Prigozhin chỉ sau khi một nhà báo địa phương cho biết anh đang viết một câu chuyện về cái chết của ông chủ Wagner. Adum mua hoa giả, gọi điện cho 6 người bạn và đặt bó hoa dưới chân bức tượng những người đến quốc nơi đang bảo vệ người dân ở Trung Phi, ở trung tâm thành phố. Ba tuần sau cái chết của Prigozhin, những cánh hoa giả bọc trong lớp ni là dấu ấn duy nhất về cuộc đời ông được tìm thấy ở trung tâm của đế chế châu Phi mà ông gây dựng. Những thách thức về năng lượng trên trái đất, buộc con người phải đi tìm nguồn cung ở những nơi khác, trong đó có mặt trăng. Bên cạnh đó, hành trình thám hiểm chinh phục mặt trăng còn khẳng định ưu thế của các cường quốc lớn trên thế giới. Ngày 23 tháng 8 năm 2023, tàu vũ trụ Chandrayaan-3 của Ấn Độ đã đổ bộ thành công xuống gần cực nam của mặt trăng, khu vực chưa từng được khám phá, được mệnh danh là vùng tối của mặt trăng do địa hình gồ ghề và rất khó tiếp cận. Cuộc đổ bộ của Chandrayaan-3 mang ý nghĩa rất đặc biệt bởi trước Ấn Độ, chưa có quốc gia nào thành công trong việc hạ cánh tàu vũ trụ ở cực nam của mặt trăng. Thành công này đánh dấu một bước tiến lớn cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong hành trình khám phá vũ trụ của Ấn Độ, cũng như mở ra tương lai tươi sáng cho ngành công nghiệp vũ trụ còn non trẻ của quốc gia này. Theo tờ Hindustan Times, các nhà khoa học của tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ ISRO hy vọng có thể đánh thức các mô-đun của tàu đổ bộ vào ngày 22 tháng 9, khi mặt trời mọc tại điểm Shivshati, một địa điểm gần cực nam mặt trăng, nơi Chandrayaan-3 hạ cánh vào tháng 8. Ông Sumanat, người đứng đầu ISRO cho biết các nhà khoa học hy vọng có thể đánh thức thiết bị này để tiếp tục thu thập thêm dữ liệu. Các mục tiêu của sứ mệnh đã hoàn thành và các mô đun đã được đưa vào chế độ ngủ từ ngày 2 tháng 9. Tuy nhiên, cơ hội thành công dường như rất mong manh vì các thiết bị trên mô đun khó có khả năng sống sót trong điều kiện nhiệt độ cực thấp vào ban đêm, có thể giảm xuống dưới âm 200 độ C ở cực nam của mặt trăng. Con tàu cũng chỉ có thời gian thực hiện nhiệm vụ trong một ngày trên mặt trăng, tương đương 14 ngày trái đất hệ thống pin trên tàu thăm dò đã được sạc đầy trước khi tàu dừng hoạt động và chuyển sang chế độ ngủ. Hệ thống pin này được cung cấp năng lượng bởi ánh sáng mặt trời. Các nhà khoa học Ấn Độ hy vọng rằng pin này sẽ giữ cho các thiết bị đủ ấm để tồn tại qua đêm. Các tàu vũ trụ được thiết kế để sống sót qua đêm trên mặt trăng thường được trang bị một số cơ chế sưởi ấm, song Chandrayaan-3 không có cơ chế này. Sứ mệnh thám hiểu mặt trăng của Ấn Độ được khởi động với chi phí khoảng 75 triệu đô la Mỹ là thành công vĩ đại của quốc gia Nam Á này. Vào ngày 23 tháng 8, Chandrayaan-3 đã làm nên lịch sử khi hạ cánh gần cực nam của mặt trăng, khu vực chứa băng nước có thể khai thác và phân giải thành oxy và hydro để thở cũng như chế tạo nhiên liệu tên lửa. Vài ngày sau đó, con tàu đã xác nhận sự hiện diện của lưu huỳnh trong khu vực sau các cuộc thử nghiệm tại chỗ. Hôm 20 tháng 9, thượng viện quốc hội Ấn Độ đã nhất trí thông qua nghị quyết chúc mừng các nhà khoa học với sự thành công của sứ mệnh Chandrayaan-3. Phó tổng thống Ấn Độ Dan Kha cho biết. Ấn Độ không chỉ phát triển năng lực phóng vệ tinh của riêng mình mà còn mở rộng dịch vụ phóng vệ tinh cho các quốc gia khác. Có tới 424 vệ tinh nước ngoài đã được phóng cho đến nay. Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Nimala Sitharaman cũng nói rằng thành công của Chandrayaan-3 sẽ có tác động lớn đến hệ sinh thái công nghệ và công nghiệp của Ấn Độ. Tiếp nối sứ mệnh Chandrayaan-3, Ấn Độ đã triển khai một sứ mệnh không gian khác, Anditya-L1, để nghiên cứu mặt trời. Đài BBC Anh nhận định, lãnh đạo các nước phương Tây sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo căng thẳng ngoại giao giữa Canada và Ấn Độ không ảnh hưởng đến các mối quan hệ quốc tế khác. Căng thẳng leo thang giữa New Delhi và Ottawa sau khi thủ tướng Canada Trudeau ngày 18 tháng 9 cáo buộc các đặc vụ của chính phủ Ấn Độ liên quan đến vụ sát hại một thủ lĩnh ly khai người Sikh trên lãnh thổ Canada. Nhà lãnh đạo Canada cho rằng Ấn Độ có liên quan đến vụ sát hại ông Hajib Singh Nija, thủ lĩnh phong trào kêu gọi thành lập đế chế tự trị người Sikh có tên Khalistan. Nija là công dân Canada, sinh ra tại Ấn Độ. Ông này vừa bị sát hại vào tháng 6 vừa qua tại Vancouver. Trong nhiều năm, New Delhi khẳng định Nija có dính líu tới khủng bố. Hiện nay, Canada vẫn chưa đưa ra bằng chứng về mối liên quan của chính phủ Ấn Độ với cái chết của ông Nija. Trong khi đó, Ấn Độ đã trục xuất một trong những nhà ngoại giao hàng đầu của Canada hôm 19 tháng 9. Thủ tướng Trudeau dường như muốn xoa dịu tình hình khi cùng ngày 19 tháng 9 phát biểu với các phóng viên rằng Canada không chủ trương khiêu khích hoặc leo thang căng thẳng. Gần đây nhất, Ấn Độ thông báo tạm ngưng dịch vụ thị thực đối với công dân Canada bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới. Theo đó, với lý do an toàn của nhân viên Ấn Độ tại lãnh sự quán ở Canada bị đe dọa, Ấn Độ mới đây đã đình chỉ dịch vụ cấp thị thực cho công dân Canada. Tại New Delhi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Adrian Bakshi nói, Do chính phủ Canada không hành động, tình hình an ninh đã tạo ra một số gián đoạn và chúng tôi buộc phải đình chỉ cấp dịch vụ thị thực. Phát ngôn viên Bakshi thêm rằng, tất cả các loại thị thực gồm cả thị thực điện tử cho công dân Canada đều bị phía Ấn Độ đình chỉ. BLS International, công ty Ấn Độ cung cấp dịch vụ thị thực cho biết, phái đoàn Ấn Độ tại Canada viện dẫn các lý do về vận hành để đình chỉ cấp thị thực cho đến khi có thông báo mới. Khi cả hai nước đều đã trục xuất nhân viên ngoại giao của nhau, giới phân tích cho rằng quan hệ Ấn Độ Canada đã chạm mức thấp nhất. Cao ủy Canada cho hay, trong bối cảnh căng thẳng hiện tại, chúng tôi đang tìm cách đảm bảo an toàn cho nhân viên ngoại giao của mình chúng tôi quyết định tạm thời điều chỉnh hiện diện của nhân viên ở Ấn Độ. Sau khi trục xuất các nhà ngoại giao, hai nước đã đồng loạt ban hành khuyến cáo về việc đi lại, trong đó Ấn Độ kêu gọi công dân ở Canada, đặc biệt là sinh viên, phải hết sức thận trọng. Kể từ năm 2018, Ấn Độ là quốc gia có số sinh viên quốc tế lớn nhất ở Canada. Căng thẳng cũng đe dọa mối quan hệ thương mại giữa hai nước khi các cuộc đàm phán về đề xuất thỏa thuận thương mại đã bị đóng băng vào tuần trước. Canada là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 17 của Ấn Độ. BBC nhận định Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây hiện không hề mong muốn xảy ra tranh cãi chia rẽ họ với Ấn Độ. Trên bàn cờ địa chính trị, Ấn Độ là nhân vật then chốt. Ấn Độ là một cường quốc đang phát triển, quốc gia đông dân nhất thế giới, nền kinh tế lớn thứ năm thế giới. Bên cạnh đó, phương Tây còn coi Ấn Độ là nhân tố tiềm tàng trong đối trọng với Trung Quốc. Nỗi lo sợ của các nhà ngoại giao phương Tây là nguy cơ các nước chọn phe trong xích Canada-Ấn Độ. Trong những tháng gần đây, Ấn Độ đã nỗ lực thể hiện là nhà lãnh đạo Global South, Nhóm các quốc gia đang phát triển tại châu Phi, Mỹ Latinh và châu Á. Mỹ cùng một số nước châu Âu đã và đang thực hiện các nỗ lực ngoại giao để nhận được sự ủng hộ từ quốc gia này. Giới ngoại giao không muốn bất đồng hiện nay giữa Ấn Độ và Canada làm đảo lộn những nỗ lực đó. Bộ ngoại giao Canada cho biết, Thủ tướng Trudeau đã nêu vấn đề này với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Hiện tại, các đồng minh của Canada vẫn trung thành nhưng thận trọng. Nhà trắng cho biết, Mỹ quan ngại sâu sắc về các cáo buộc giết người và điều quan trọng là Canada phải tiến hành điều tra và đưa thủ phạm ra trước công lý. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan là một trong số ít các nhà lãnh đạo NATO duy trì quan điểm tích cực về Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine tháng 2 năm ngoái. Trong khi châu Âu và Mỹ cố gắng cô lập Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gọi Tổng thống Vladimir Putin là một người bạn của mình. Còn khi các nhà lãnh đạo NATO thúc đẩy việc mở rộng liên minh thì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan lại trì hoãn quá trình này để tìm kiếm sự nhượng bộ từ phương Tây. Mới đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lại một lần nữa bênh vực Nga trước các nhà lãnh đạo phương Tây. Theo đó, ngày 21 tháng 9, tại cuộc họp báo bên lề kỳ họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Tổng thống Erdogan đã phản đối những quan điểm tiêu cực nhắm vào Tổng thống Nga từ một số nhà lãnh đạo phương Tây. Ông Erdogan nói Nga là nhà sản xuất ngũ cốc lớn nhất thế giới và không phải là một quốc gia có thể bị phớt lờ. Một số nhà lãnh đạo có quan điểm không hay về ông Putin, nhưng tôi thấy điều này không thỏa đáng. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác tích cực với Nga. Cũng trong tuyên bố tại New York, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm hồi sinh thỏa thuận ngũ cốc biển đen giữa Nga và Ukraine mà nước này và Liên Hợp Quốc làm trung gian. Trước đó hôm 10 tháng 9, bên thềm hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi, Ấn Độ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Nga không thể bị loại khỏi thỏa thuận ngũ cốc và không có tiến trình nào khả thi nếu Moscow không tham gia sáng kiến này. Ông Erdogan nhấn mạnh, tôi có cơ hội tại hội nghị thượng đỉnh để thảo luận chi tiết về thỏa thuận ngũ cốc giúp tránh được một cuộc khủng hoảng lương thực trên thế giới. Như chúng ta đã biết, thỏa thuận này đã được gia hạn 3 lần và nhờ sáng kiến này, 30 triệu tấn ngũ cốc đã được chuyển đến nhiều nơi trên thế giới. Cũng theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, nếu thỏa thuận này không có sự tham gia của Nga thì khó có thể bền vững và Moscow phải được tham gia sáng kiến này nhằm hạn chế căng thẳng trong khu vực tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Sochi hồi đầu tháng 9. Ông Erdogan cũng nhắc lại việc Thổ Nhĩ Kỳ từng đăng cai các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Moscow và Kiev. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, Ankara sẵn sàng làm tất cả trong khả năng của mình để giải quyết vấn đề này và đóng vai trò trung gian hòa giải. Đáp lại, ông Putin đổ lỗi cho Kiev vì sự thất bại của những nỗ lực hòa bình trước đây, mặc dù các thỏa thuận đã đạt được thực hiện với sự hòa giải của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và các văn bản dự thảo đã được thống nhất giữa các phái đoàn Nga và Ukraine vào mùa xuân năm ngoái. Bình luận về sáng kiến hòa bình được đề xuất kể từ đó, Tổng thống Nga khẳng định Moscow chưa có cơ hội thảo luận về ý tưởng nào trong số đó. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Putin quả quyết, Nga chưa bao giờ từ chối bất kỳ nỗ lực hòa giải nào, kể cả nỗ lực của Trung Quốc, các quốc gia châu Phi và Thổ Nhĩ Kỳ. Những ngày qua, các đòn tấn công bất ngờ từ phía Ukraine đang gây ra những tổn thất không nhỏ cho các lực lượng Nga tại Crimea, đặc biệt là tổn thất về phương tiện quân sự. Chỉ trong hơn 20 ngày, Nga đã mất 40% hệ thống phòng thủ. Theo đó, để bảo vệ khu vực bán đảo Crimea mà quân đội Nga đang kiểm soát, họ đã bố trí tới 5 khẩu đội tên lửa đất đối không S-400 cùng các hệ thống radar phòng không hiện đại. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng gần đây, Ukraine đã phá hủy hai khẩu đội phòng không hiện đại S-400. Các chuyên gia quân sự nhấn mạnh rằng mỗi lần Ukraine phá hủy một tổ hợp S-400 đều cho thấy sự yếu kém trong công tác phòng thủ của hạm đội Biển Đen tại khu vực cảng Sevastopol. Vụ tập kích đầu tiên diễn ra vào ngày 23 tháng 8 đã phá hủy khẩu đội S-400 mà Nga bố trí ở khu vực Kep Takhankut trên bờ biển phía tây bắc của bán đảo Crimea. Ngày 14 tháng 9, một khẩu đội S-400 khác cách thành phố Yevpatoria gần 60 km về phía nam cũng đã trở thành mục tiêu tiếp theo bị phá hủy. Vũ khí được sử dụng trong các cuộc tấn công trên được Ukraine cho biết chính là tên lửa chống hạm phóng từ mặt đất R-360 Neptune phiên bản mới nhất, được sửa đổi để tập kích tổ hợp S-400 của Nga. R-360 Neptune được Viện Thiết kế Luch của Ukraine lần đầu công bố tại một triển lãm quốc phòng ở thủ đô Kiev năm 2014. Tên lửa Neptune cũng chính là vũ khí đã đánh chìm tàu tuần dương hạm Moscow, xoáy hạm của hạm đội Biển Đen vào tháng 4 năm 2022, đánh dấu thành công đầu tiên của vũ khí này. Phiên bản đầu tiên của Neptune chỉ có tầm bắn 280 km và mang theo đầu đạn nặng 150 kg. Tuy nhiên, phiên bản sửa đổi tầm bắn tăng lên 400 km, mang theo đầu đạn nặng 350 kg. Mục tiêu trước mắt của Hải quân Ukraine trong việc tấn công vào những tổ hợp S-400 là nhằm dọn đường cho lực lượng không quân của họ tấn công vào hạm đội Biển Đen đang neo đậu tại Sevastopol do Nga kiểm soát. Các vụ tấn công gần đây của Ukraine bằng tên lửa Neptune đã dẫn đến sự thiếu hụt các đơn vị S-400 được Nga bố trí bảo vệ cảng Sevastopol nên khả năng bảo vệ của hạm đội biển đen đã bị tổn hại đáng kể. Hệ thống phòng không S400 là một trong những vũ khí tiên tiến và có năng lực nhất trên thế giới, được thiết kế để chống lại nhiều mối đe dọa bao gồm cả tên lửa hành trình như R360 Neptune. Tuy nhiên, hiệu quả của hệ thống phòng không dù tiên tiến hiện đại đến đâu cũng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như kịch bản giao chiến cụ thể, chiến thuật tấn công mà đối phương sử dụng và khả năng chống trả của tên lửa. Trường hợp tổ hợp phòng không S400 thất bại trước R360 Neptune đã có một số lý do được giải thích như sau. Một trong những lý do khiến S-400 thất bại có thể là các chiến thuật được Ukraine áp dụng. Tên lửa R-360 Neptune được biết có khả năng cơ động tốt ở độ cao thấp, vì vậy việc phát hiện và đánh chặn chúng cực kỳ khó khăn. Bên cạnh đó, các biện pháp đối phó của R-360 Neptune cũng được xem là một yếu tố khác có thể góp phần dẫn đến thất bại của S-400. Tên lửa hành trình này sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để gây nhiễu radar hoặc tung ra nhiều mồi bẫy để gây nhầm lẫn và né tránh các hệ thống phòng không của Nga. Lý do tiếp theo có thể bắt nguồn từ những hạn chế cố hữu của chính hệ thống phòng không của Nga. Mặc dù S-400 rất hiện đại, nhưng chẳng có hệ thống phòng không nào là hoàn hảo tuyệt đối, luôn có những lỗ hồng hoặc điểm yếu tiềm ẩn có thể bị khai thác. Có thể thiết kế hoặc điểm bí mật nào đó của R-360 Neptune đã đặt ra thách thức quá lớn, khiến cho radar và tên lửa S-400 không được tối ưu hóa để chống lại hiệu quả. Tên lửa hành trình R-360 Neptune của Ukraine là hệ thống tên lửa chống hạm hiện đại, nó được thiết kế để tấn công các tàu mặt nước và các mục tiêu hải quân ở khoảng cách lên tới 280 km. Tên lửa này là bước tiến đáng kể trong khả năng phòng thủ của Ukraine và thể hiện một bước tiến lớn trong công nghệ tên lửa nội địa của nước này. Tên lửa hành trình R-360 Neptune hoạt động bằng cách kết hợp dẫn đường quán tính và dẫn đường bằng radar chủ động. Nó được trang bị động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, cung cấp lực đẩy trong suốt chuyến bay. Hệ thống dẫn đường của tên lửa sử dụng các điểm định hướng được lập trình sẵn và cập nhật radar để điều hướng tới mục tiêu khi nó đến gần mục tiêu, radar tìm kiếm chủ động sẽ đảm nhận việc tiếp cận mục tiêu một cách chính xác. Về vật liệu, tên lửa hành trình R-360 Neptune được chế tạo chủ yếu bằng vật liệu composite nhẹ và bền. Những vật liệu này mang lại tỷ lệ độ bền trên trọng lượng cao, cho phép tên lửa đạt được tầm bắn và khả năng cơ động cao hơn. Việc sử dụng vật liệu tổng hợp cũng giúp giảm tiết diện radar của tên lửa, khiến hệ thống radar đối phương khó phát hiện và theo dõi hơn. Tên lửa hành trình R-360 Neptune được trang bị cảm biến và vũ khí tiên tiến để nâng cao hiệu quả tấn công, Tính năng tìm kiếm radar chủ động của tên lửa có thể phát hiện và theo dõi mục tiêu ngay cả trong điều kiện môi trường phức tạp. Đầu đạn của tên lửa được thiết kế để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của tàu hải quân hiện đại, đảm bảo gây sát thương tối đa khi va chạm. Ngoài ra, tên lửa có thể thực hiện các động tác lẩn tránh để chống lại các biện pháp đối phó của đối phương và tăng cơ hội tiếp cận mục tiêu thành công. Ngày 21 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố tăng viện trợ quân sự, gửi thêm các hệ thống tên lửa cho Ukraine sputnik dẫn tuyên bố của tổng thống mỹ joe biden cho biết washington và các đồng minh phương tây sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho ukraine để hỗ trợ nước này đạt được mục tiêu giành lại lãnh thổ từ nga ông biden nhấn mạnh cùng với các đồng minh và đối tác của mình chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các hỗ trợ an ninh để giúp ukraine giành lại lãnh thổ Tổng thống Mỹ Biden nói thêm, gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine có trị giá lên đến 128 triệu đô la Mỹ, bao gồm hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp MIM-23H, tên lửa phòng không vắc vai AIM-9M Sidewinder, hệ thống phòng không tầm thấp Avenger, đạn chùm và nhiều loại đạn khác cho hệ thống pháo phản lực HIMARS. Ông Biden cũng nhấn mạnh rằng Mỹ và đồng minh đang nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng của Kiev trước mùa đông sắp tới. Mỹ sẽ tiến hành chuyển giao hệ thống tên lửa Hark cho Ukraine ngay lập tức và quá trình này sẽ kéo dài đến cuối năm 2023. Bên cạnh đó, ông Biden cho biết lô xe tăng M1 Abram đầu tiên sẽ được chuyển đến Kiev vào những ngày tới. Trước đó, Mỹ cam kết viện trợ 31 chiếc Abram cho Ukraine. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 128 triệu đô la Mỹ dành cho Ukraine và bổ sung thêm các trang thiết bị, vũ khí trị giá 197 triệu đô la Mỹ mà Washington đã cắt giảm trước đó. Phát biểu với báo chí, ông Antony Blinken cho biết gói này sẽ bao gồm các loại đạn dược, tên lửa phòng không bổ sung để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga ở thời điểm hiện tại và trong mùa đông tới nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Ngoài ra, gói viện trợ cũng bao gồm các loại đạn pháo và vũ khí chống tăng, đạn chùm giúp tăng cường khả năng của Ukraine trong cuộc phản công chống lại lực lượng Nga. Đây là lần thứ hai Mỹ cung cấp bom chùm gây tranh cãi cho Ukraine. Hồi cuối tháng 7 vừa qua, sau khi Mỹ lần đầu tiên cung cấp bom chùm cho Kiev, Nhà Trắng cho biết lực lượng Ukraine đang sử dụng vũ khí này một cách hiệu quả và thích hợp để tấn công vị trí phòng thủ của Nga. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan cho biết Mỹ sẽ không cung cấp hệ thống tên lửa tác chiến lục quân ATAC cho Ukraine, bất chấp yêu cầu từ Kiev. Ông cho biết, mặc dù ATAC không có trong gói viện trợ lần này, nhưng Tổng thống Biden sẽ không loại trừ khả năng cung cấp cho Ukraine trong tương lai. Các khoản viện trợ này được công bố sau khi Tổng thống Zelensky tới thăm Mỹ và gặp Tổng thống Biden tại Nhà Trắng để kêu gọi Washington tăng cường viện trợ quân sự. Reuters cho biết, hôm 21 tháng 9, trước khi đến Lầu Năm Góc gặp giới lãnh đạo quân sự Mỹ cũng như đến Nhà Trắng hội đàm với Tổng thống Joe Biden, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp các nhà lập pháp Mỹ tại Điện Capitol ở Washington. Trong khi ông Biden và hầu hết các nhà lãnh đạo quốc hội vẫn ủng hộ việc hỗ trợ Ukraine trong chiến sự với Nga và Đảng Dân Chủ vẫn kiểm soát Thượng viện Mỹ, ông Zelensky phải đối mặt với một đám đông cưng rắn hơn so với khi ông đến Washington DC hồi tháng 12 năm ngoái. Giữa lúc chiến dịch phản công của Ukraine tiến triển chậm hơn kỳ vọng, ngày càng có nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa đặt câu hỏi về hàng tỷ đô la Mỹ mà Washington đã chi cho ký ép thông qua các gói viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo, và rằng liệu Mỹ có nên tiếp tục ủng hộ Ukraine như vậy hay không. Sau cuộc gặp kín với toàn thể các thượng nghị sĩ Mỹ, ông Zelensky nói với các phóng viên tại Điện Capitol rằng, «Chúng tôi đã có cuộc đối thoại tuyệt vời». Theo lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer, Tổng thống Ukraine đã nói rằng nếu chúng tôi không nhận được viện trợ, chúng tôi sẽ thua trong cuộc chiến. Trước đó, vào tối 20 tháng 9, các quan chức chính quyền Tổng thống Biden đã gặp giới lập pháp Mỹ để thúc đẩy việc thông qua gói viện trợ mới trị giá 24 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, nói rằng nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin giành quyền kiểm soát Ukraine và kéo quân đến sát biên giới NATO, Mỹ sẽ phải trả giá đắt hơn nhiều. Trong một số đảng viên Cộng hòa không bị thuyết phục bởi lập luận đó, Thượng nghị sĩ J.D. Fancy cho rằng Mỹ đang được yêu cầu tài trợ cho một cuộc xung đột vô thời hạn với nguồn lực không giới hạn. Sau 3 tháng nỗ lực phản công trước quân đội Nga, Ukraine được cho là đã gặt hái được một số thành công đáng kể. Tuy nhiên, nếu cuộc phản công kéo dài thì rất có thể quân đội Kiev sẽ phải đối mặt với một thách thức mới. Theo nhà báo Mỹ Trey Mohes, người từng đoạt giải Pulitzer, nếu quân đội Ukraine được lệnh tiếp tục phản công thì nguy cơ xảy ra bình biến. Ông Hess cho biết, sự thật là nếu quân đội Ukraine được lệnh tiếp tục tấn công, sẽ có nguy cơ xảy ra bình biến. Những người lính không muốn thiệt mạng một cách vô ích. Sau nhiều tuần thương vong nặng nề và ít tiến triển, cũng như tổn thất khủng khiếp về xe tăng và xe bọc thép, các đơn vị chủ lực của quân đội Ukraine dù không thông báo nhưng đã ngừng tấn công trên một số mặt trận. Nói về Lysakiev tiếp tục tấn công, nhà báo Mỹ cho biết, Xung đột tiếp tục vì Tổng thống Zelensky nhất quyết đòi điều đó, không có cuộc thảo luận nào về lệnh ngừng bắn tại trụ sở của ông ấy hoặc tại Nhà Trắng và không quan tâm đến các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Nhà báo Mỹ còn lưu ý rằng tất cả các tuyên bố của Kiev về cuộc phản công thành công đều thiếu trung thực. Quân đội Ukraine chỉ giành được những mảnh đất dài rác và tốc độ tiến quân của họ được đo bằng mét mỗi tuần. Vài tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin ước tính rằng Ukraine đã mất 71.000 binh sĩ kể từ tháng 6. Ông Putin nói, ngay bây giờ, chúng tôi sẽ không nói liệu đó có phải là thất bại hay không, nhưng không có kết quả rõ ràng nào. Ngoài những tổn thất khủng khiếp về nhân lực, Ukraine còn mất hàng trăm xe tăng, xe bọc thép trong hơn 4 tháng qua, bao gồm hàng chục xe tăng chiến đấu chủ lực do NATO chế tạo như Leopard 1, Leopard 2 và Challenger 2. Mỹ và các đồng minh đã cam kết viện trợ quân sự tài chính và nhân đạo hơn 175 tỷ USD cho Ukraine để thúc đẩy nền kinh tế nước này và duy trì cỗ máy chiến tranh tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, các quan chức phương Tây, bao gồm cả người đứng đầu đối thoại EU Joseph Borrell, cũng phải thừa nhận rằng Kyiv sẽ chỉ tồn tại tính bằng ngày nếu phương Tây ngừng viện trợ. Ngày 21 tháng 9, Bộ trưởng Nông nghiệp Slovakia và Ukraine đã nhất trí thiết lập hệ thống cấp phép cho việc mua bán ngũ cốc, qua đó cho phép dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu bốn mặt hàng của Ukraine sang Slovakia. Thông báo của Bộ Nông nghiệp Slovakia nêu rõ, Bộ trưởng hai nước đã nhất trí thiết lập hệ thống mua bán ngũ cốc dựa trên việc cấp và kiểm soát giấy phép. Tuy nhiên, bộ này lưu ý lệnh cấm nhập khẩu 4 mặt hàng từ Ukraine vẫn được áp dụng cho đến khi hệ thống này được thiết lập và đi vào hoạt động. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Slovakia cũng cho biết thêm, phía Ukraine đã đồng ý rút đơn khiếu nại nước này nộp lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO trước đó nhằm phản đối lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine của Ba Lan, Slovakia và Hungary. Cùng ngày, Ukraine thông báo sẽ tiến hành các cuộc đàm phán với Ba Lan trong những ngày tới để giải quyết những tranh chấp liên quan đến lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của nước này. Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết, Bộ trưởng Nông nghiệp nước này Mikola Sosky và người đồng cấp Ba Lan Robert Telus đã có cuộc điện đàm, trong đó hai bên nhất trí tìm giải pháp có tính đến lợi ích của cả hai nước. Hai bên cũng khẳng định mối quan hệ chặt chẽ và mang tính xây dựng. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Pawel Zalonsky đã thể hiện sự phản đối mạnh mẽ đối với những tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 19 tháng 9 về nỗ lực bảo vệ các tuyến đường bộ để xuất khẩu ngũ cốc. Và ngày trước, Slovakia, Ba Lan và Hungary cũng đã tuyên bố áp đặt các hạn chế riêng đối với ngũ cốc Ukraine sau khi Liên minh châu Âu-EU quyết định không gia hạn lệnh cấm ngũ cốc Ukraine. Theo lập luận của các quốc gia này, nông sản giá rẻ của Ukraine được bán tại địa phương đã tạo áp lực cho ngành công nghiệp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá nông sản và nông dân của họ. Kể từ khi chiến sự bùng nổ ở Ukraine, khoảng 60% ngũ cốc xuất khẩu của nước này buộc phải quá cảnh qua các tuyến đường trung chuyển ngũ cốc Bungary, Hungary, Hungary Ba Lan, Romania và Slovakia do không thể xuất khẩu trực tiếp qua các cảng biển đen. Tuy nhiên, cuộc chiến ngũ cốc ngày càng leo thang trầm trọng hơn kể từ khi ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine chuyển sang các tuyến đường bộ ở phía tây nước này. Mới đây, trong một sự kiện gây quỹ ở New York, Tổng thống Biden cho biết cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 cuối cùng có thể trở thành cuộc đối đầu giữa ông và cựu Tổng thống Donald Trump. Nói về khả năng ông Trump trở thành ứng viên, giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, Tổng thống Biden cho biết, ông ấy có thể lại là người được đề cử, có vẻ như định mệnh của ông ấy là trở thành ứng cử viên một lần nữa. Trước đó, hôm 18 tháng 9, trong buổi gây quỹ tại nhà hát Broadway ở New York, ông Biden cũng đã lên tiếng về vấn đề tuổi tác của mình. Vị tổng thống 80 tuổi nói rằng, kinh nghiệm của ông đã giúp ông giải quyết các cuộc khủng hoảng như Ukraine và đại dịch COVID-19. Ông Biden nói, nhiều người dường như tập trung vào tuổi tác của tôi, tôi hiểu mà, tôi hiểu điều đó hơn ai hết. Ông giải thích, tôi tranh cử vì nền dân chủ Mỹ đang bị đe dọa và bởi vì vào năm 2024, nền dân chủ Mỹ một lần nữa lại nằm trên lá phiếu. Và không còn nghi ngờ gì nữa, ông Donald Trump và các thành viên Đảng Cộng Hòa đi theo khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của ông ấy đang quyết tâm phá hủy nền dân chủ Mỹ. Tổng thống Biden còn cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh cúi đầu trước các nhà lãnh đạo nước ngoài như Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Biden khẳng định, ông sẽ không hành động như vậy. Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 đang nóng dần lên. Ông Trump hiện là ứng viên sáng giá có thể giành được đề cử, đại diện Đảng Cộng Hòa ra tranh cử vào năm sau. Cựu Tổng thống Trump đang dẫn trước đáng kể so với các ứng cử viên khác trong Đảng Cộng Hòa. Kết quả thăm dò của Real Clear Politics cho thấy ông Trump dẫn trước 46% so với đối thủ gần nhất của ông thống đốc bang Florida Ron DeSantis. Theo một cuộc khảo sát gần đây của CBS News, chỉ 34% cử tri đã đăng ký ở Mỹ tin rằng ông Biden có thể hoàn thành nhiệm kỳ thứ hai nếu giành chiến thắng cho cuộc bầu cử sắp tới. Trong khi đó, một cuộc thăm dò của tạp chí phố Wall vào hồi tháng trước cũng cho thấy 73% cử tri cho rằng ông Biden đã quá lớn tuổi để tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông Biden hiện là tổng thống đương nhiệm nhiều tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Trong khi đó, hầu hết các cuộc thăm dò hiện nay cho thấy ông Biden và ông Trump đang cạnh tranh xích sao dù còn hơn một năm nữa mới đến cuộc bầu cử. Tình hình dân đảo chính ở DJ đang có những diễn biến mới phức tạp. Ngày 21 tháng 9, truyền hình Al Arabia dẫn nguồn tin báo chí Pháp cho biết, lực lượng Pháp đồn trú trong ba căn cứ ở Niger chỉ còn đủ lương thực dùng cho không quá một tuần nữa một số binh sĩ Pháp đang có mặt ở Niger khi liên lạc với người thân ở trong nước đã cho biết cuộc sống của các binh sĩ trong căn cứ ở Niger hiện rất khó khăn. Từ nhiều ngày qua, các binh sĩ chủ yếu ăn đồ đông lạnh và số lượng đồ ăn cũng còn rất hạn chế, chỉ đủ cho vài ngày nữa. Pháp hiện đang duy trì khoảng 1.500 binh sĩ đồn trú tại ba căn cứ ở Niger theo các thỏa thuận đã ký từ nhiều năm trước với chính quyền Niger. Trong đó lớn nhất là căn cứ Ba Khan, nằm gần sân bay thủ đô Niamey. Từ nhiều tuần qua, căn cứ này nằm dưới sự phong tỏa chặt chẽ của hàng trăm binh sĩ, cảnh sát cùng những người biểu tình phản đối sự hiện diện của quân đội Pháp ở Niger. Binh sĩ Pháp đồn trú tại căn cứ này hoàn toàn không thể ra ngoài mua lương thực hay hàng hóa. Toàn bộ các xe di chuyển vào khu vực này đều bị khám xét kỹ càng. Dự kiến trong những ngày tới, căn cứ này sẽ bị các nguồn cung cấp điện, làm gia tăng thách thức với các binh sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây. Nguồn tin này cho biết thêm, hai căn cứ nhỏ khác mà binh sĩ Pháp đồn trú ở phía tây Niger, gần ngã ba biên giới với Mali và Burkina Faso, cũng trong tình cảnh tương tự, đang bị chính quyền quân sự Niger phong tỏa chặt chẽ, hoàn toàn không thể tiếp cận nguồn cung lương thực từ bên ngoài. Pháp là quốc gia phương Tây phản đối mạnh mẽ nhất của đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Niger Mohamed Bazoum vào hồi tháng 7 vừa qua. Paris không công nhận chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra, dẫn đến việc lực lượng này tuyên bố hủy bỏ toàn bộ các thỏa thuận hợp tác an ninh và quân sự với Paris, đồng thời yêu cầu Pháp phải rút đại sứ và toàn bộ lực lượng về nước. Ngoài các căn cứ quân sự có binh sĩ Pháp đồn trú, tòa nhà đại sứ quán Pháp ở thủ đô Niamey cũng đang bị các binh sĩ, cảnh sát và người biểu tình Niger phong tỏa từ nhiều tuần qua. Nhiều nhà phân tích lo ngại rằng tình trạng căng thẳng kéo dài hiện nay xung quanh các căn cứ quân sự và tòa nhà đại sứ quán Pháp tại Niger có thể dẫn đến những cuộc đụng độ nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát giữa người biểu tình quá khích và các binh sĩ Pháp đang bảo vệ các cơ sở này. Cuộc phản công của Ukraine đã diễn ra được 3 tháng. Tuy nhiên, giới truyền thông đánh giá, Ukraine vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Một số quan điểm cho rằng, Ukraine có thể đã bị thiệt hại quá nhiều, khiến khả năng chiến đấu bị ảnh hưởng, dẫn tới phản công trì trệ. Tuy nhiên, chuyên gia quân sự nga đại tá Viktor Baranets lại có nhận định khác. Tờ Polit Navigato trích dẫn lời đại tá Baranets cho biết lực lượng vũ trang Ukraine vẫn còn rất mạnh và chưa bị tiêu hao như những gì báo chí nga đề cập. Đại tá nga tuyên bố sẽ là sai lầm khi nói rằng cuộc phản công của Ukraine đã thất bại và không gây ra mối đe dọa nào. Theo ông Baranets, lực lượng vũ trang Ukraine vẫn có lượng lớn dự trữ và vị thế của quân đội Nga còn rất khó khăn. Ông nói, không thể nói rằng chiến sự sẽ sớm kết thúc, đây là một chặng đường dài, có hai số liệu thực tế đã được xác minh và biết đến vào ngày hôm nay. Vị chuyên gia này nói thêm, bây giờ hãy đi về hướng Kharkiv, nơi như thông báo, chúng ta đang có một cuộc tấn công hiệu quả và quân đội Ukraine kiệt sức, nhưng thực tế khác hẳn, có tới 100.000 binh sĩ đối phương Tại đó, dưới sự chỉ huy của tư lệnh lực lượng mặt đất tướng Zizki, bên cạnh đó họ nói rằng không chỉ Kupyank đang chuẩn bị thuộc về chúng ta, mà còn cả Kakip. Tại sao chúng ta lại nói dấu chính mình khi đối phương có số lượng quân sự bị còn rất lớn? Đại tá Baranets tiếp tục cho biết, và bây giờ chúng ta hãy dũng cảm nhìn về hướng Zaporizhia. Hôm qua có dữ liệu mới, bao gồm cả thông tin được xác nhận, không chỉ bởi tình báo của chúng tôi mà còn bởi binh lính Ukraine, khoảng 200.000 người đang đổ về đây. Ông nói, đúng vậy, 200.000 binh sĩ này đang gây áp lực lên Chaputino và giữ chân quân đội Nga ở đó, không cho phép chúng tôi đạt được những bước phát triển khác. Chúng tôi đang dũng cảm giữ vị trí này và chiến sự tại đây còn lâu mới kết thúc. Đại tá Victor Baranes tổng kết, Tại sao tôi lại nói điều này ra? Điều quan trọng nhất đối với chúng ta là không bị chó ngợp bởi niềm vui chốc quy mô của những sự kiện nhỏ. Quân đội Nga đang chiến đấu, tình hình chắc chắn không đơn giản như vậy. Trong một diễn biến khác, hôm 19 tháng 9, tại cuộc họp của nhóm liên hệ Quốc phòng Ukraine ở Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lois Austin đã nói với các phóng viên rằng lô xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ sản xuất đầu tiên sẽ sớm được chuyển đến Ukraine. Ông Austin phát biểu, Tôi vui mừng thông báo rằng xe tăng M1 Abrams mà Mỹ cam kết trước đó sẽ sớm được chuyển đến Kiev. Với nỗ lực chiến đấu giành lại các vùng lãnh thổ, cộng thêm các gói hỗ trợ vũ khí mới từ các nước phương Tây, có thể Ukraine sẽ đạt được bước tiến mới trong cuộc phản công của mình. Tuy nhiên, việc này sẽ rất khó khăn bởi hiện tại Ukraine không chỉ phải đối mặt với quân đội Nga hùng mạnh, mà còn phải chạy đua với đồng hồ thời tiết Đông Âu. Crimea đang trở thành điểm nóng nhất của cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine. Khi các mục tiêu quân sự của Nga ở đây liên tục bị tấn công, ngày 21 tháng 9, Pravda dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine FBU cho biết lực lượng đặc nhiệm của họ phối hợp với Hải quân Ukraine thực hiện một chiến dịch đặc biệt nhắm vào căn cứ không quân Saki của Nga trên Baranovskiy đêm 20 tháng 9 dạng sáng 21 tháng 9. Theo đó, ban đầu họ sử dụng UAV tập kích nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không của Nga sau đó khai hỏa tên lửa nội địa Neptune vào căn cứ Saki. Nguồn tin cho biết, ít nhất 12 máy bay chiến đấu trong đó có Su-24 và Su-30 và tổ hợp phòng không Pansit đồn trú ở căn cứ vào thời điểm tấn công. Tại đó cũng có một cơ sở để vận hành các UAV Mohajer, Nga vốn sử dụng những UAV để yểm trợ các cuộc không kích nhằm vào Ukraine, đôi khi sử dụng chúng để tấn công trực tiếp. Cũng theo nguồn tin này, vụ tập kích của Ukraine đã trúng mục tiêu và gây thiệt hại nặng nề cho Nga. Chỉ vài tiếng trước đó, quân đội Ukraine tuyên bố đã tập kích thành công vào sở chỉ huy hạm đội Biển Đen của Nga gần Sevastopol, krum Vụ tập kích được cho là thực hiện bằng 8 tên lửa tầm xa Storm đầu mà phương Tây viện trợ cho Ukraine. Người phát ngôn tình báo quân đội Ukraine Andriy Yusov xác nhận, cuộc tấn công bằng tên lửa đang được tiến hành nhằm vào cơ sở quân sự của Nga ở khu vực Crimea của Ukraine, nơi đang bị kiểm soát tạm thời. Ông cho biết thêm, tất cả các hoạt động này là một phần của chiến lược toàn diện được đánh giá là hiệu quả. Ông Zuzov nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của Ukraine là giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea với trọng tâm hiện tại là làm suy yếu nguồn lực của Nga tại đây. Chỉ một tuần trước đó, Ukraine cũng tuyên bố tập kích quy mô lớn vào xưởng đóng tàu và sửa chữa tàu của hạm đội Biển Đen Nga ở Sevastopol. Nga không nêu cụ thể mức độ hư hại của hai tàu chiến đang sửa chữa tại đây. Song Ukraine khẳng định một tàu ngầm và một tàu đổ bộ cơ lớn của Moskva hư hại không thể phục hồi. Cùng ngày 21 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine vừa phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất từ trước đến nay vào các mục tiêu ở Crimea và Biển Đen của Nga. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine bắn ít nhất 19 máy bay không người lái vào các mục tiêu ở Biển Đen và bán đảo Crimea, đồng thời ba chiếc nữa qua các khu vực biên giới của Nga. Bộ này cho biết trên kênh Telegram của mình rằng các đơn vị phòng không của Nga đã chặn và phá hủy hơn chục máy bay không người lái trong khu vực. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn, trong đêm 20 dạng sáng ngày 24 tháng 9, nỗ lực của chính quyền ép nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái sát thương nhằm vào nhiều địa điểm ở Liên bang Nga đã bị ngăn chặn. Các kênh Telegram liên quan đến Nga và Crimea đã đưa tin về các vụ nổ lớn trong đêm. Một bài đăng trên kênh Telegram Crimea Win cho biết, ở Sevastopol, khu vực Vịnh, Khazachia và Kamisov Aja, tiếng nổ rất lớn. Baza là một tài khoản Telegram nổi tiếng liên quan đến các cơ quan an ninh của Nga cho biết. Lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng tấn công Crimea bằng máy bay không người lái. Theo các quan chức quân sự, ít nhất 7 máy bay không người lái đã bị bắn hạ chỉ trong 20 phút qua. Người dân ở Eftatoria, Dozhanko, Balaklava, Sevastopol, Saki, Novo Fedorovka và những thành phố khác đã báo cáo về những tiếng nổ lớn kênh này nói thêm rằng, người dân địa phương đã gọi cuộc tấn công qua đêm là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất mọi thời đại. Crimea sát nhập Nga vào năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Gần đây, Crimea liên tục trở thành mục tiêu tấn công, trong đó bao gồm cả căn cứ quân sự và cầu Kurs, nơi bán đảo với đất liền Nga. Các quan chức Ukraine giờ như cho rằng tấn công Crimea là giải pháp chủ chốt để ngăn chặn đà tiến của Nga ở các khu vực khác của Ukraine. Trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mykhailo Pololiak từng tuyên bố, Crimea là căn cứ chủ chốt đối với dự trữ quân đội của Nga. Đó là nơi họ có căn cứ chứa đạn dược, khí tài và binh lính. Vì vậy, việc phá hủy những căn cứ trên bán đảo là một phần chính trong nỗ lực phá thế kìm kẹp của Nga. Mới đây, lực lượng vũ trang Ukraine đã phối hợp với cơ quan an ninh nước này SBU tổ chức cuộc tấn công quy mô lớn vào trụ sở bí mật của Nga ở thành phố Melitopol ở phía đông nam Ukraine do Moscow kiểm soát. Ukrainska Pravda trích dẫn nguồn tin cho biết, Ukraine đã lên kế hoạch tấn công sau khi phát hiện người Nga đã thiết lập trụ sở chính tại một nhà máy sản xuất động cơ địa phương. Thông tin này đã được chuyển cho quân đội Ukraine và sau đó họ cùng nhau phối hợp để tấn công các mục tiêu đã vạch sẵn. Cuộc tấn công tên lửa cuối cùng được thực hiện một cách bí mật. Được biết chỉ huy tập đoàn quân 58 của Nga đang chiến đấu trên mặt trận Zaporizhia và tham mưu trưởng của họ đã bị thương do vụ tấn công. Nguồn tin cho biết, hàng chục sĩ quan Nga cấp cao cũng bị trọng thương và khoảng 10 người trong số họ đã thiệt mạng cùng với các thủ lĩnh quân sự khác. Tuy nhiên, nguồn tin của Ukraine Pravda không nêu rõ ngày diễn ra cuộc tấn công, chỉ lưu ý rằng đó là vài ngày trước. Trong một diễn biến khác, ngày 21 tháng 9, Ukraine cho biết Nga đã phóng 43 tên lửa hành trình nhằm vào loạt hạ tầng năng lượng trên khắp nước này, lần đầu trong vòng 6 tháng qua. Theo Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hành trình tầm xa Kh-55-101-555 để tấn công. Cơ quan này cho biết, các đơn vị phòng không đã tham chiến ở thủ đô Kiev và các tỉnh Cherkasy, Khmelnytskyi, Vinnytsia, Kharkov, Lviv, Ivano-Frankivsk đánh chặn tổng cộng 36 tên lửa của đối phương. Sau nhiều tiếng nổ lớn vang lên ở thủ đô Kiev và khu vực lân cận, giới chức thành phố đã điều động lực lượng cứu hộ đến hàng loạt địa điểm trong nội thành. Thị trưởng Kiev, Vitaly Klitschko cho biết 7 người đã bị thương, trong khi mảnh vỡ tên lửa rơi xuống gây cháy tại trung tâm thành phố và một số cơ sở hạ tầng. Tư lệnh quân đội Ukraine Zalukny tuyên bố tên lửa Nga đã tiếp cận từ nhiều hướng trong các đợt tấn công nối tiếp, đồng thời liên tục đổi đường bay để gây khó khăn cho nỗ lực đánh chặn của Kiev. Vụ tấn công đã dẫn đến tình trạng mất điện xảy ra ở nhiều khu vực trên khắp Ukraine. Nhà điều hành năng lượng Ukraine Urenego thông báo hàng loạt cơ sở hạ tầng năng lượng ở miền Tây và miền Trung đã bị hư hại, điện lưới bị mất ở tỉnh Kiev Ripne, Kharkov và Dnipro. Thụy Điển, thành viên mới nhất của NATO, được cho là đang xem xét chuyển giao một số máy bay chiến đấu Gripen tự sản xuất trong nước như một phần trong nỗ lực mở rộng năng lực của quân đội Ukraine. Chiến đấu cơ Gripen vốn ít được biết đến này là một trong số ít máy bay chiến đấu được sản xuất tại châu Âu của một quốc gia ngoài NATO. Reuters cho biết chính phủ Thụy Điển sẽ sớm chỉ đạo quân đội điều tra xem việc chuyển giao máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine có thể ảnh hưởng như thế nào đến khả năng tự vệ của đất nước, cũng như tốc độ nhận được máy bay thay thế. Thông tin này cho thấy sự đảo ngược quan điểm của Thụy Điển về việc tài trợ máy bay chiến đấu cho Ukraine. 10 tháng trước, Thụy Điển tuyên bố sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine vì họ cần chúng để phòng thủ. Thụy Điển, một quốc gia bán đảo Scandinavia, không có chung đường biên giới trên đất liền với Nga, nhưng cả hai nước đều hướng ra biển Baltic. Máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay tác chiến điện tử của Nga đã nhiều lần bay gần Thụy Điển từ phía biển Baltic. Hồi tháng 5 năm ngoái, Stockholm đã cáo buộc hai máy bay chiến đấu Su-27 Flanker của Nga và hai máy bay tấn công Su-24 Fencer vi phạm không phận Thụy Điển. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng toàn bộ máy bay của lực lượng hàng không vũ trụ nước này luôn thực hiện các chuyến bay tuân thủ chặt chẽ quy định quốc tế về sử dụng không phận. Sự việc diễn ra trong bối cảnh Thụy Điển cùng với Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm 2022 Phần Lan hiện là thành viên, nhưng tư cách thành viên của Thụy Điển đang bị Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cản trở vì lý do chính trị. Hai tháng trước, Thụy Điển tuyên bố sẽ bắt đầu đào tạo phi công Ukraine lái máy bay Gripen và Ukraine được cho là mong muốn có từ 14 đến 16 chiếc loại này. Sau đó, Stockholm lại tuyên bố sẽ không cung cấp máy bay này, và sự vệnh nhau giữa các tuyên bố đó chưa được nước này giải thích. Một vấn đề có thể xảy ra là, với tư cách là thành viên NATO, Thụy Điển có thể tin tưởng vào các đồng minh NATO về cung cấp sức mạnh không quân dự phòng cho họ nếu cần thiết nhưng cho đến khi trở thành thành viên chính thức, Thụy Điển lo ngại sẽ thiếu sự bảo vệ cho bản thân nếu chuyển giao máy bay. Thụy Điển đang trong quá trình thay thế nhiều mẫu máy bay Gripen C, một chỗ ngồi và D, hai chỗ ngồi bằng máy bay Gripen E và F mới. Mặc dù Thụy Điển sẽ không thay thế tất cả các máy bay Gripen cũ, nhưng nước này có thể chuyển giao một số máy bay cũ cho Ukraine. Gripen C nhỏ hơn các máy bay chiến đấu như F-16, nhưng có các thông số hoạt động cơ bản giống nhau. Sự khác biệt lớn duy nhất là tải trọng vũ khí nhỏ hơn và hệ thống radar khác. Gripen được đặt theo tên của loài chim ưng thần thoại, là sản phẩm mới nhất trong dòng máy bay chiến đấu do Thụy Điển thiết kế và chế tạo. Là một quốc gia trung lập, Thụy Điển có truyền thống tránh mua nhiều hệ thống vũ khí lớn từ Mỹ, NATO và khối Xô Viết cũ. Điều này đòi hỏi họ phải chế tạo máy bay chiến đấu của riêng mình, đồng nghĩa với việc cơ hội xuất khẩu những máy bay chiến đấu đó ra nước ngoài. Gripen là máy bay chiến đấu một chỗ hồi, một động cơ được tối ưu hóa cho nhu cầu của Thụy Điển. Nó có hình dáng mảnh mai, đôi cánh hình tam giác và cánh mũi lớn ngay bên dưới buồng lái. Gripen C cũ hơn là mẫu xe có nhiều khả năng sẽ đến Ukraine nhất, sử dụng động cơ phản lực cánh quạt đốt sau Volvo RM12, giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài. Nhìn chung, Gripen rất giống với máy bay chiến đấu F-16C Fighting Falcon của Mỹ. Cả hai đều sải cánh dài 15m, có cùng bàn kính chiến đấu 800km, cùng tốc độ tối đa Mach 2 và cùng trần bay 15.200m. Về hiệu suất, Gripen giống như một chiếc F-16 với tải trọng vũ khí nhẹ hơn một chút. Hai máy bay này có bộ vũ khí tương tự nhau, Mỗi chiếc có khả năng mang tên lửa không đối không tầm trung AIM-120, Amram, tên lửa không đối không tầm ngắn Sidewinder, bom dẫn đường GPS, Zidam, laser Paveway và tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick. Điểm cộng lớn khiến Gripen được ưa chuộng là nó có thể mang tên lửa không đối không chạy bằng động cơ phản lực Meteor được coi là nhanh hơn, tiên tiến hơn và có tầm bắn xa hơn Amram của Mỹ. Gripen là một trong số ít máy bay chiến đấu đã chiến đấu chống lại mẹ thiên nhiên theo đúng nghĩa đen. Vào năm 2018, một cặp Gripen của Thụy Điển đã thả bom dẫn đường bằng laser vào một đám cháy rừng trong nỗ lực dập tắt nó. Một lợi thế lớn của Gripen là chi phí bay rất rẻ. Một chiếc máy bay phản lực Gripen C có giá trung bình là 9.922 đô la Mỹ một giờ bay, đã điều chỉnh theo lạm phát, rẻ hơn nhiều so với các máy bay phản lực phương Tây khác. Để so sánh, F16C có giá 26.927 đô la Mỹ một giờ, trong khi F35 có giá 41.986 đô la Mỹ một giờ. Mặc dù đây có vẻ là một con số không đáng kể so với chi phí của một chiếc máy bay, nhưng nếu cộng lại và qua nhiều thập kỷ, chi phí bay có thể vượt xa chi phí của chính chiếc máy bay. Hơn 8.000 giờ bay, vòng đời ước tính của cả hai loại máy bay, một chiếc Gripen sẽ có giá thêm 79,2 triệu đô la Mỹ, trong khi F-35 sẽ có giá đáng kinh ngạc là 335 triệu đô la Mỹ. Đây là một sự cân nhắc lớn đối với các quốc gia có ngân sách nhỏ như Ukraine. Gripen là máy bay chiến đấu xuất sắc có thể giúp xây dựng lại lực lượng không quân Ukraine theo hướng của NATO là một máy bay chiến đấu hiệu suất cao có khả năng sử dụng hầu hết các loại vũ khí của NATO. Nó còn được trang bị một số vũ khí khác như tên lửa Meteor mà ngay cả F-16 cũng không có. Vấn đề duy nhất là Ukraine có thể chỉ nhận được 14 đến 16 chiếc Gripen, một con số khá kiêm tốn nếu Thụy Điển đồng ý cung cấp. Ngày 20 tháng 9, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bên lề khóa họp thứ 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết Nước này sẽ chủ trì hội nghị tái thiết Ukraine vào năm 2024. Thủ tướng Sol cho biết cuộc thảo luận giữa ông và Tổng thống Ukraine Zelensky diễn ra trong khoảng 30 phút với trọng tâm là tình hình chính trị, quân sự và nhân đạo tại Ukraine. Ông cũng tái khẳng định rằng Berlin sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ Kiev và sẽ tổ chức hội nghị tái thiết Ukraine vào ngày 11 tháng 6 năm 2024. Trong một bài đăng trên nền tảng Telegram, Tổng thống Zelensky cho biết Hai bên bày tỏ quan tâm đặc biệt đến quá trình chuẩn bị hội nghị tái thiết Ukraine dự kiến diễn ra tại Đức vào năm tới. Trước đó, ngày 18 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng đã thông báo nước này sẽ cung cấp thêm khoản viện trợ và hỗ trợ vũ khí trị giá 400 triệu euro cho Ukraine. Ông Pistorius nói thêm: "Chúng tôi đang cung cấp thêm đạn dược, nhưng chúng tôi cũng chú ý đến mùa đông đang tới gần, chúng tôi sẽ gửi quần áo, máy phát điện và nhiệt, tổng cộng gói viện trợ này trị giá 400 triệu euro." đề cập đến khả năng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng chính phủ Đức phải cân nhắc kỹ lưỡng từng lô vũ khí, ông nói, cần phải làm rõ nhiều khía cạnh chính trị, pháp lý, quân sự và kỹ thuật. Việc này khá khó khăn, hiện chúng tôi vẫn chưa quyết định có cung cấp tên lửa hành trình Taurus hay không. Ông cho biết thêm rằng cũng cần phải xem xét liệu lực lượng Ukraine có thể sử dụng tên lửa Taurus mà không cần sự can thiệp của quân đội Đức cả ở trên chiến trường và từ xa hay không. Trước đó, trong bài phát biểu tại diễn đàn Kremlin Platform hồi cuối tháng 8, Ngoại trưởng Đức Annalena Babok cho biết Berlin đã hỗ trợ Ukraine số tiền vượt quá 22 tỷ euro. Từ liều bạt, máy bay điện cho đến xe tăng và hệ thống phòng không, Berlin theo lời của bà sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine miễn là cần thiết. Các quan chức Ukraine đã nhiều lần kêu gọi Đức cung cấp tên lửa Taurus cho nước này. Tuy nhiên, Berlin lo ngại vũ khí tầm xa có thể được sử dụng để nhắm vào lãnh thổ Nga. Ngày 21 tháng 9, Bộ môi trường Nhật Bản thông báo các công nhân gần nhà máy nhiệt điện hạt nhân Fukushima đã lấy trộm phế liệu kim loại có thể chứa phóng xạ để đem bán. Theo AFP, nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị thiệt hại sau thảm họa động đất sóng thần năm 2011 sau giai đoạn khử phóng xạ. Người dân đã được phép quay trở lại khu vực vào năm 2022. Tuy nhiên, mức độ phóng xạ vẫn ở trên ngưỡng bình thường và vùng cấm được thiết lập quanh nhà máy. Những phế liệu kim loại có thể đã nhiễm xạ bị lấy trộm từ một bảo tàng bị phá bỏ trong khu vực đặc biệt cách nhà máy Fukushima khoảng 4 km. Quan chức Kei Osada của Bộ Môi trường Nhật Bản cho biết ông đã thông báo về việc lấy trộm của các công nhân xây dựng thông qua một công ty dọn dẹp hồi cuối tháng 7 vật liệu bị lấy trộm có thể đã được sử dụng để làm khung cho tòa nhà tức là khó có khả năng bị phơi nhiễm phóng xạ ở mức cao khi tai nạn hạt nhân xảy ra ông osada nói vì quan chức này cho hay nếu nồng độ phóng xạ cao kim loại trong khu vực phải được đưa vào cơ sở lưu trữ tạm thời hoặc được thải loại đúng cách nếu nồng độ phóng xạ thấp những kim loại đó có thể được tái sử dụng ông osada nói số liệu phế thải lấy trộm chưa được đo mức độ phóng xạ bộ đang trao đổi thông tin với cảnh sát Trước đó, tờ Mainichi Shimbun của Nhật Bản dẫn lời một nhân chứng giấu tên cho biết, từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, một số công nhân tại công trường đã không vận chuyển sắt vụn và dây đồng phế liệu từ địa điểm phá rỡ đến điểm lưu trữ được chỉ định. Thay vào đó, họ đã ít nhất 7 lần bán những loại phế liệu chưa được kiểm tra nồng độ phóng xạ này, thu lời khoảng 900.000 yên, khoảng 147,4 triệu đồng. Luật về các biện pháp đặc biệt xử lý ô nhiễm chất phóng xạ do Bộ Môi trường Nhật Bản ban hành quy định rằng khi xử lý chất thải phóng xạ, việc kiểm tra nồng độ phóng xạ trước tiên phải được thực hiện tại điểm lưu trữ tạm thời được chỉ định. Tờ Nihon Keichai Shimbun cho biết, việc vận chuyển chất thải chưa được kiểm nghiệm ra khỏi công trường và bán nó có thể vi phạm pháp luật. Giá sắt phế liệu tăng cao được cho là một trong những nguyên nhân gây ra sự việc này. Theo các nhóm ngành, sắt phế liệu Nhật Bản được bán với giá 50.000 yên trên một tấn, khoảng 8,1 triệu đồng trong tháng 8, cao gấp đôi so với tháng 8 năm 2019. Trong cuộc phỏng vấn với Thời báo Hoàn Cầu, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Đông Bắc Á của Trung Quốc Da Jin Gang cho biết, thật khó tin những người công nhân xây dựng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc mà vẫn thực hiện hành vi trộm cắp ông nói thêm dây sắt đồng phế liệu chưa được kiểm tra nồng độ phóng xạ có khả năng gây phát tán chất phóng xạ trong quá trình vận chuyển sự cố cho thấy có những vấn đề trong việc xử lý các vụ tai nạn hạt nhân và các vấn đề liên quan của nhật bản